Hôm qua nhá, con xem được cái video, bây giờ bố Thư bảo là nếu bây giờ mày không mang tiền sang giả thằng Kiên với cả không sang xin lỗi thằng Kiên ấy thì là bố nó không cho cưới luôn. Đây con cho mẹ xem cái video để con bảo cho con xem. Mà con xem á, bây giờ con thấy thằng Quang sợ rồi. Kiểu gì thì trả xung thiết tiền giả gia đình mình. Nó sợ bạn. Không giả cũng được ấy, bây giờ bố Thư bảo là không giả tiền ấy là không cưới được đâu. Khẳng định với mẹ luôn. Đây là mẹ này. Chắc là cũng biết sai rồi, cũng biết là thua rồi, cũng làm gì lỗi ra đây cho mình rồi thì phải giả thôi. Chứ bây giờ cù nhảy được với ai? Làm sao mà cù nhảy được? Cũng tỉnh ngộ ra ngay đấy. Không, không phải, con cũng nghĩ là như này. Tỉnh ngộ thì con chưa biết là con tỉnh ngộ hay chưa. Nhưng mà con nghĩ là một là chắc là hàng xóm láng giềng người ta biết cái sự việc là lấy tiền của nhà người khác. Thế là lo là dân làng người ta đồn, nàng sợ bị người ta nói ra đường sợ ngại. Cái thứ hai nữa là biết gia đình mình càng ngày càng làm cam rồi nên là biết là thua không làm gì được ấy. Các bạn ơi, con sang nhà Quang ấy thì bây giờ con nghe được bác bạn Quang thế kìa. Con chơi à? Con chơi. Thằng Quang ấy bây giờ ấy, bố Thư dọa là nếu mà bây giờ không trả tiền cho mình ấy thì bố nó không cho cưới Thư đâu. Thế á? Vâng. Bây giờ thì chắc chắn là phải giả tiền gia đình của mình thôi. Chứ nếu mà không giả ấy, thì bố Thư không mời cho cưới. Quả này ấy, thì con khẳng định luôn, càng không cưới được ấy, gia đình của mình càng mừng, càng hạnh phúc. Quá vui luôn bạn. Đúng rồi. Chứ bây giờ ấy mà chúng nó mà cưới được nhau ấy thì mình lại càng lo. Bây giờ chúng nó không cưới được thì mình càng mừng. Đúng không mẹ? Đúng rồi bác. Vì hôm đấy mình sang mình dạ như thế nên là sợ nên là ông phải dạ thằng kia thôi. Hôm qua nhá, con xem được cái video, bây giờ bố Thư bảo là nếu bây giờ mày không mang tiền sang giả thằng Kiên với cả không sang xin lỗi thằng Kiên ấy thì là bố nó không cho cưới luôn. Đây con cho mẹ xem cái video để con bảo cho con xem. Mà con xem á, bây giờ con thấy thằng Quang sợ rồi. Kiểu gì thì trả xung thiết tiền giả gia đình mình. Nó sợ bạn. Không giả cũng được ấy, bây giờ bố Thư bảo là không giả tiền ấy là không cưới được đâu. Khẳng định với mẹ luôn. Đây là mẹ này. Đang lo xoắn vó này. Giờ chạy để trả tiền nhà mình thôi. Đấy. Bắt phải sang xin lỗi. Chứ gì nữa. Bây giờ bố Thư chắc là biết lỗi rồi. Đúng rồi bạn. Chắc bác biết sai rồi. Ngồi yên tí luôn. Ngoan như cún luôn. Ngồi mặt đần ra trông như kiểu là cái thằng gọi là đúng rồi. Cầu có sổ gạo ấy. Bây giờ phải giả thôi chứ còn nếu mà vênh váo thì bố Thư không bao giờ bố Thư cho cưới đâu. Không biết là bố Thư suy nghĩ kiểu gì hay là kiểu sợ mình sang đấy làm loạn gia đình nhà Thư ấy. Nên là bố sợ anh bị ảnh hưởng ấy nên là bảo Quang phải trả tiền. Chắc là mấy hôm tôi với cả mẹ tôi sang đòi tiền ấy. Căng quá hay sao? Căng quá, thế là hàng xóm ở đấy người ta biết. Thế là bố Thư chắc là sợ ảnh hưởng nên là bảo thằng Quang là phải trả tiền. Nếu không giả thì là hàng xóm người ta nhìn nhận là người ta lại cười cho thì mang tiếng ấy. Đúng rồi. Gì nữa? Chắc là cũng sợ hàng xóm nó cười. Thế là cái bảo thằng Quang là không trốn nữa về. Cái lúc mà mẹ nhớ lúc mà con với mẹ sang đòi, ông ấy vẫn bảo là thằng Quang là không gọi nhà, trong khi đó là vẫn bênh vẫn giấu mà. Trong khi đó là chúng nó rủ nhau chúng nó trốn mãi sau là chúng nó về đấy. Trốn mà. Con thế mẹ luôn. Nhưng mà mình may mà hôm đấy mình cũng sang sớm ấy. Mình phải dạ phải như thế. Ông bắt cũng gọi điện nó về đúng không? Vâng. Mà một hôm sau mà mình muộn mà mình sang thì mua nó trốn đi rồi. Trốn ngay, con thế mẹ luôn chứ. Làm sao mà đòi nhà được. Đây, hôm qua thằng thằng Dũng nó định đi trốn. Cũng bao lâu kìa trốn nhỉ? Sao đồ lắm. Đấy, thằng này là cũng định đi trốn. Nhưng mà bố Thư cả lại. Xong bố Thư bảo là gọi thằng Quang đến để bắt thằng Quang phải giả tiền cho gia đình mình.
thì là thằng này nó mới nghe. Chứ cái thằng này là mới đầu là định trốn theo thằng Quang đấy, định là cầm ba lô là đi trốn rồi đấy, nhưng mà bố cản lại. Chắc là cũng biết sai rồi, cũng biết là thua rồi, không làm gì lỗi cho nhà mình rồi thì phải giả thôi. Chứ bây giờ cù nhảy được với ai, làm sao mà cù nhảy được. Cứ tỉnh ngộ ra ngay đấy. Không phải, con cũng nghĩ là như này. Tỉnh ngộ thì con chưa biết là có tỉnh ngộ hay chưa, nhưng mà con nghĩ là một là chắc là hàng xóm láng giềng người ta biết cái sự việc là lấy tiền của nhà người khác, thế là lo là dân làng người ta đồn, là sợ bị người ta nói ra đường sợ lại. Cái thứ hai nữa là biết gia đình nhà mình càng ngày càng làm can rồi, nên là biết là thua không làm gì được ấy thì là giả. Chứ nếu mà làng xóm người ta không biết ấy, kể cả là mình không làm can ấy, chắc là con cù này không giả đâu. Đúng rồi đấy bạn, muốn chạy bữa mà tôi đoán đấy. Không phải là hối lỗi đâu, nên tôi nghĩ là như vậy thôi, nhưng mà không biết là như thế nào. Tôi nghĩ là 100% là do là sợ là hàng xóm láng giềng người ta đánh giá ấy, rồi là đi làm người ta kể lể, sợ người ta nói nên là mới giả tiền. Chứ nếu mà giả thì không giả luôn từ đầu đi, đúng không? Đúng rồi bạn. Cũng bênh, nhưng mà không bênh được. Bây giờ là hết nước rồi. Rồi ôi ông ấy người ta chỉ xào xấu hổ. Vâng, con thấy sợ xấu hổ sao ấy, nên mới bảo quan thế mà. Phận là con gái, bây giờ ấy mà không đâu vào đấy ấy, sau này cưới chồng thì ai chẳng đấy. Có mỗi là cái thằng Quang, nó chắc là nó yêu con Thư là nó lợi dụng đi. Chứ cái thằng đấy, bộ mặt của nó cũng không có dạng vừa đâu. Tốt đẹp gì cái thằng đấy, thằng đấy không tốt đẹp gì. Thằng đấy nó phong bạt các bạn. Thằng đấy cái lần mà mới yêu Thư, ai đâu phong bạt, bảo là nhà anh có tiền, nhà anh có đất, rồi là xe cho nhà em đất lọ đất kia. Xong là bảo với gia đình nhà tôi là nghèo. Thế mà đùng một cái là anh em mình biết nhà một cái là trông cái nhà của nó còn sợ. Trẻ giấu nó. Nhà tôi tàn rồi bạn, nó đi thuê mà không bạc thế. Nhà đi thuê bằng nhà chứ bằng cái nhà cứu lợn. Nói chung là nó không bạc để nó lấy cái lòng tin của bố Thư thôi, chứ không phải là nhà nó giàu. Nó lừa hắn rồi. Cái tưởng là ông, cái tưởng là con giàu có, hắn tiền thì giàu có lắm. Nói chung ý, như này là vui rồi mọi người ạ. À, càng hủy hôn càng tốt, mình lại có cơ hội mình yêu Phạm Thư nhá mọi người. Đấy, còn này thằng Quang chịu thua đi, đừng có mà thể hiện, đừng có mà hao ai. Nó mõm vào bạn, đừng có mà mõm môi làm cái gì. Tốt nhất ý, lỡ tiền nhà người khác rồi thì phải có trách nhiệm giả người ta. Bởi vì cái số tiền ấy không phải của mình, số tiền đấy của người ta làm, người ta tích góp, người ta vay mượn, người ta tin tưởng thì người ta mới đưa con Thư nhá. Chứ còn nếu mà chúng mày không đủ tin tưởng ấy, thì thật sự luôn không bao giờ đưa đâu. Tao đưa xong chúng mày bảo tao ngu, nếu mà ngu tao tin tưởng thôi. Còn là bây giờ ấy tao không bao giờ ngu đâu. Tha hồ mà chúng mày mà cãi nhau đi, bây giờ gia đình chúng mày lụp sụp chưa, gia đình chúng mày cãi nhau chưa, gia đình chúng mày bây giờ hạnh phúc chưa đấy, xem chúng mày cưới nhau được chưa, hay là từ lúc chúng mày yêu nhau chúng mày vẫn chả đâu ở đâu, chúng mày thấy hạnh phúc không? Tao cũng thấy chúng mày lụp sụp lắm. Lụp sụp các bạn, tôi thấy không cưới được đâu. Chả cưới được, cưới là mắc không bao giờ cưới được. Bây giờ ấy mà cưới ấy thì làng xóm láng giềng người ta nhìn vào, người ta bảo là ôi ôi cái con bé này vay mượn tiền nhà người khác lọ không giả, rồi người ta đánh giá cho người ta bảo là làm ăn không làm chịu làm ăn, lại đi vay mượn tiền người ta bùng người ta ai người ta thấy thương, nhưng mà người ta cười mặt cho mọi người. Con này sống kiểu gì thì sống, đừng để cho người ta đổ mình đổ nhục. Con này con thương thật sự luôn, trước giờ yêu nó lâu rồi mà nhiều khi chưa hiểu được cái tính của nó, đáng tiền các bạn không hiểu được. Chỉ đơn thuần là mình nghĩ là Thư tốt, hay là Thư nó yêu thật lòng với tôi. Thật ra là yêu vào rồi, thật ra là không có tiền thì không ai yêu đâu.
có tiền cho cuộc sống của các bạn thế thôi. Bây giờ các bạn mà yêu gái mà không có tiền thì nó yêu bạn không? Nó bảo là bạn này nó không yêu vì tiền, với cả nó bảo với các bạn là em yêu anh không phải vì ngoại hình, thì nó thật luôn các bạn ấy. Bỏ những cái suy nghĩ đi. Thời buổi bây giờ là 5.0 rồi, không có ai yêu mình thật lòng đâu. Chỉ có những đồng tiền mới làm được hạnh phúc. Bây giờ không có tiền lấy đâu ra hạnh phúc, không có tiền lấy đâu ra bạn bè hả? Không có tiền thì lấy đâu ra những cái cuộc vui? Không có tiền thì ở nhà mà chăn gà đi. Thôi bây giờ lại bảo là không có tiền mà lấy vợ, chả có ai mà yêu bạn được. Bây giờ người ta phải có, thứ nhất thì có tài, thứ hai thì có tiền. Đúng rồi bác. Đấy. Tài gì? Thằng đấy thì có tài gì đâu bạn, nó mõm thôi. Không, đang nói là như thế. Vâng. Thằng đấy chỉ có tài đất phép. Thằng đấy chỉ có tài mõm. Tài nói mõm. Tài thằng đấy công nhận là cũng giỏi lắm tài rồi. Thằng đấy công nhận là cũng mõm giỏi thật. Văn nói đất phép. Tài công nhận là thằng đấy nói để cho bố thông tin. Bố bạn thấy giỏi. Mình cũng không nghe được đấy. Văn không phải là ai cũng nói được để cho bố Phạm Thư đi đâu, để người lớn đi đâu. Không có đơn giản đâu các bạn ạ. Nó cực kỳ là giỏi đấy, bởi vì ấy, thằng đấy ấy, nó chắc chắn nó trước đây nó học lớp, khóa học đào tạo là biệt độ nói mõm. Gọi là đi nói mõm. Đấy. Mõm của nó bây giờ mà để nó cào vào tường ấy, thì tường nó rách, nhưng mà mõm không rách được. Các bạn biết ấy, nhà nó chả có một cái gì cả, nhưng mà nó nói nhà nó mất động sản. Bất động sản, sản gì? Lợn giả sản à? Bây giờ không có cái gì cả, bảo là nhà nó nhiều tiền. Xe SH. Xong bây giờ vẫn thấy đi mua mua. Toàn đi thuê và đi mượn các bạn. Mặc quần áo thì bất nha, bất nhất. Chả đúng ai. Các bạn xem video của chúng nó đăng xem. Mặc quần áo thì trông như cái thằng bố già ấy. Mà bảo là nhà đang điều kiện. Thôi bạn ạ, bây giờ ấy, mày yên tâm đi, tao sớm muộn gì tao cũng không mở cho mày cưới Phạm Thư đâu. Tốt nhất là thôi chia tay, đường A người đi, làm hòa, thì tao cũng theo cho. Chứ bây giờ nhất quyết mày muốn thi đấu với tao ấy, thì mày không bao giờ mày thắng được đâu. Thế thôi, để cho nó xem là mày hơn tao được cái gì. Còn là đừng bao giờ nói những chuyện như cả bố Thư này, tao với bọn cái kia, không thôi. Mọi người xem video là mọi người biết hết. Người biết này, con người có nói hết. Xem người ta biết mà, rồi xem người ta biết hết. Chả có cái việc gì mà chúng mày nói được món mà người ta tin được. Ở trên mạng người ta biết hết, cộng đồng mạng người ta biết hết. Mỗi bố Thư là mù quáng. Các bạn ạ, đấy, thì mình cũng muốn là thông báo cho mẹ mình cái chuyện là hôm qua thì mình có xem cái video đấy, bố Thư bảo là bây giờ phải trả tiền cho mình để xong xuôi mọi việc, nếu mà không trả tiền thì là sẽ không cho thằng Phạm Thư cưới. Mình xem cái video đấy mình vui rồi ạ. Bây giờ mình chả biết diễn tả cái cụm từ gì ngoài cái cụm từ vui được rồi ạ. Đấy, chờ đợi cái ngày này cũng rất là lâu rồi. Mong là con Thư với bạn, con Thư với thằng Quang sớm chia tay nhau nhá. Chia tay nhau, chia tay đi, chia tay luôn, chia tay ngay, rồi chia tay luôn đi ngay. Chia tay càng sớm càng tốt nhá. Quá vui luôn mà. Khi nào chúng mày mà chia tay thì tao sẽ mổ con trâu ăn mừng. Tao đợi chúng mày chia tay để tao mổ trâu ăn mừng. Khi nào chúng mày chia tay, khi nào chúng mày làm việc tao, khi đấy là gia đình nhà tao là gia đình mình phúc. Lại vui, nhà mình nhìn vui. Vâng, vui rồi bác. Chia tay thì mình vui, mình sướng. Để xem nó có thành đạt không, thành công, thành gì đó. Chả thành đứa thì đứa thì đâu. Thằng đấy bây giờ không ai yêu. Nếu mà Phạm Thư mà chia tay không ai yêu. Bởi vì là tất cả các trang mạng xã hội đều biết là cái thằng này nó sống như thế nào. Mày bây giờ chỉ yêu con x** người ta thôi. Thôi, bây giờ tôi xin phép là tôi đi xuống nhà để tôi rửa mặt để tôi đi ngủ mọi người. Đấy, thì bạn nói chuyện với bác đi. Tôi xuống nhà tôi chuẩn bác nhé. Chuyện bác tí, lát nữa đang về đâu. Ok.